các công dân chú ý nghiêm. Chào tay chấp. Quốc ca Việt Nam. Chào tay chào. Đem tay chúc một phút mặc niệm. Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, và đến các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trên biển cả vì tự do và tổ quốc. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị. Nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm do Hưng Liên Đoàn hướng đạo như là phụ trách chấm dứt. Tất cả công dân chú ý. Thảo diễn đi. Thật là trời thương, mưa tầm tạ đến giờ nghi thức thì trời lại tách. Cảm ơn trời đất hôm nay và là lễ giỗ tổ Hùng Vương.
sau đây nguyện tướng Trần Chấn Thi sẽ điều khiển nghi thức đại lễ rước bàn thờ quốc tổ Hùng Vương. Kính mời nguyện tướng Trần Chấn Thi. Xin được gửi lời kính chào toàn thể quý vị quan khách và quý đồng hương. Xin mời ba vị tới ra ngoài vị trí. Xin tư cách gì là kế nhiệm. Mời tiên cánh chưa? Sơn, đã tất cả mọi người chuẩn bị đủ vào vị trí anh qua trước. Kính thưa toàn thể quý vị, theo như thường lệ hàng năm thì tất cả những người công việc đều hướng về Đức Quốc Tổ Hùng Vương, người đã khai sáng ra nước Việt Nam của chúng ta. Cũng như mọi năm, chúng tôi phối hợp cùng một số các đơn vị hội đoàn đoàn thể, ủy ban điều hợp sinh hoạt cộng đồng, với sự yểm trợ của một số các nhà mạnh thường quân, các nhà bảo trợ đã tiến hành cái việc tế lễ hôm nay. Cũng như khi nãy chúng tôi có thưa là chúng tôi xin nhắc lại, đúng ra thì dùng là cái từ tế lễ, nhưng vì cái điều kiện là một, chúng ta tổ chức ở ngoài trời, và cái thứ hai là cái thời gian nó cũng không có được đầy đủ. Xin lỗi chút xíu, trục trặc kỹ thuật mấy ông này chưa có. Do đó chúng tôi xin thưa là chúng tôi xin làm cái lễ dân hương và dân lễ vật, không tế lễ. Vì cái từ tế lễ thì nó phải đầy đủ tất cả mọi chi tiết. Quý vị ở đây có những người trưởng thượng thì chắc cũng biết cái điều này. Do đó chúng tôi xin cố gắng để mà thu gọn lại. Thì nếu quý vị có biết thì xin quý vị thông cảm dùm về thời gian và cũng như điều kiện nhân lực và mọi cái, nhất là hôm vừa rồi chúng tôi họp tôi biết là bữa nay trời mưa cho nên có thể, nhưng mà ông trời rất là thương, bây giờ là trời nắng. Và bây giờ chúng tôi xin bắt đầu cái nghi thức tế lễ. Chúng tôi xin được giới thiệu chánh tế là ông Nguyễn An, phó tế bác sĩ Phạm Đức Vượng, phó tế ông Triệu Hà, phần chiên trống do ông Lâm Sơn và ông Đệ, phần hai người đứng hai hầu hai bên bàn thờ tổ là chiến sĩ Trần Song Nguyên và chiến sĩ Phát Kiên. Xin tất cả chuẩn bị. Lễ dân hương bàn thờ quốc tổ Hùng Vương bắt đầu. Chánh phó tế tổ vị. Giai quỷ khai hương đăng. Thank you.
Trăm tử ba hồi chiến trống. Thank you.
thưa toàn thể quý vị quan khách và quý đồng hương, chương trình lễ dân hương và dân lễ vật lên Đức Quốc Tổ Hùng Vương đến đây đã hoàn thành viên mãn. Tiếp theo chương trình xin nhường lại phần lễ, cái phần chương trình bình thường do ba MC Hoàng Thưởng, Trần Song Nguyên và Trần Đức Túc đảm trách. 12 quân nhân đang đứng trước bàn thờ trở về vị trí. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu chiến hữu Trần Đức Túc sẽ giới thiệu đến quý vị quan khách và các hội đoàn cũng như cơ quan truyền thông báo chí có mặt trong ngày hôm nay. Chúng tôi thân mời chiến hữu Trần Đức Túc và chiến hữu Trần Song Nguyên bước lên phía bên cánh trái của lễ đài. Kính thưa quý vị trưởng thượng, kính thưa quý đồng hương, kính thưa các hội đoàn đoàn thể, hôm nay là ngày chào cờ đầu năm của tháng 5. Chúng tôi là Trần Đức Túc và anh Song Nguyên, Trần Song Nguyên xin đọc các quan khách đã bỏ thì giờ quý báu đến tham dự buổi lễ hôm nay. Xin mời anh Song Nguyên. Tôi sau đây tôi xin giới thiệu quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiến hữu Minh Nguyễn Võ Bị Đà Lạt, ông Nguyễn Bạch Túc cảnh sát quốc gia, ông Hoàng Hoàng Thế Dân cựu sĩ quan hải quân khóa 40, ông bà Lê Dũng cựu sĩ quan hải quân khóa 18, chiến hữu Nguyễn Minh Đường lực lượng sĩ quan Thủ Đức, chiến hữu Trương Hiệp khu gọi cựu tù nhân chính trị, ông Lam Sơn cựu quân nhân sư đoàn 9, ông Lê Nhường đại học chiến tranh chính trị Đà Lạt, ông Đặng Chiến cảnh sát quốc gia, ông Lê Văn Phúc cựu quận trưởng Việt Nam Cộng Hòa, ông Tiên Trần sư đoàn 25, ông Nguyễn Tôn Duyên lực lượng đặc biệt, ông Nguyễn Đức Đệ cựu quân nhân Hội Quảng Ngãi, ông Nguyễn Báo khóa 13 sĩ quan Thủ Đức và ông Ngô Tôn cố vấn lực lượng sĩ quan Thủ Đức, ông Sam Hồ nhân sĩ, cô Mai Lan, cô Thái Hằng nhân sĩ, cô Ái Trung Trương hội phụ nữ hải ngoại Bắc Cali, Cúc Nguyện hội trưởng Ninh Thuận, Cang Lương trường sinh ngự quân đội, cô Lê Lê Chi nhân sĩ, ông Lê Văn Đức hội trưởng Quảng Nam Đà Nẵng, ông Hoàng Ngọc Vinh đại viện cách mạng đại việt cách mạng đảng, Nguyễn Hữu Thuận chủ tịch hội thương gia, ông Nguyễn Dũng hội trưởng hội Quảng Ngãi, ông Võ Lịch hiệu trưởng trường Văn Lan, bà Ngọc Bích hội cao niên San Jose, ông Hải Huỳnh tiếng nói nhóm người Việt gốc Mỹ Bắc Cali, Đường An Đồng hội Tây Sơn Bình Định, ông Nguyễn Nguyện nhóm anh em thiền chí, ông Diệu Hương hội cao niên, luật sư Nguyễn Bích trưởng ban bầu cử cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali, ông Tony Đinh trong ban bầu cử và nhân sĩ Lâm Hữu Đức. Đến đây các nhân sĩ và các hội đoàn chúng tôi xin đọc và xin mời anh Kim Phan đọc các danh sách của ngoại quốc. Xin cảm ơn. Kính thưa tất cả quý vị đồng hương, quý vị quan khách đã đến tham dự cái ngày quốc tổ ngày hôm nay là một vinh dự cho ban tổ chức. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu danh sách theo ghi danh của tất cả các vị dân cử ngoại quốc. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu cô Tara Đặng, văn phòng thị trưởng, anh Stephen Ngô, đại diện cho thị trưởng San Jose, cô Betty Dương là chánh văn phòng của bà Cindy Chavez. Chúng tôi nhận thấy có mặt
bà Nguyễn Hành Giao đại diện cho khu vực 5, ông Biên Đoàn, nghị viên khu vực 7, ông Tâm Trương, San Jose Police Department, Captain Ascota, Lieutenant Stoll, Lieutenant Tran, Lieutenant Thomas, Sergeant Brackett, Sergeant Tâm Trương, Officer and Community Service Officers. Chúng tôi có một người bạn rất quen, rất thân, our special guest, that is the Mr. Ortiz, Council Member District 5. Đó là những vị dân cử và kể cả những vị cảnh sát đã đến đây với chúng ta trong ngày quốc tổ, chứng tỏ rằng cái sức mạnh cộng đồng và cái sự đoàn kết của chúng ta cũng như sự hiện diện của quý vị đã nói lên cái tinh thần đó để cho người ngoại quốc hiểu được rằng chúng ta lúc nào cũng sát cánh với các sắc dân ở đây để xây dựng một cộng đồng vững mạnh và thăng tiến. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cho một tràng pháo tay tất cả quý vị dân cử. Cảm ơn Chiến Hữu. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu Niên trưởng Phạm Đức Vượng, đại diện ban tổ chức sẽ có đôi lời trước khi các vị dân cử phát biểu. Mời Niên trưởng Phạm Đức Vượng. Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý niên trưởng, quý huynh trưởng, quý đồng hương tị nạn cộng sản, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và kính thưa tất cả các quý vị đại diện cho các dân cử của thành phố San Jose đã có mặt ngày hôm nay để chúng tôi thực hiện buổi chào cờ mỗi một đầu tháng hàng năm, hàng tuần vào mỗi tháng và đầu tháng ngày thứ bảy. Và nhất ngày hôm nay lại đặc biệt là chúng tôi có lễ dỗ tổ Hùng Vương theo như truyền thống. Trong cái tinh thần giữ gìn truyền thống Việt, chúng tôi dù khó khăn cũng thực hiện để nhớ đến nguồn gốc của mình và cũng để nhắc nhở cho thế hệ mà sau này nhớ rằng uống nước nhớ nguồn, cây có gốc, người có nguồn. Ngày hôm nay tuy rằng thời tiết không được thuận lợi nhưng sự có mặt của tất cả các quý vị đầy đủ ngày bữa nay đã cho thấy rằng sự có mặt của quý vị quan tâm đến những sinh hoạt của cộng đồng và cộng đồng cũng sẽ có những liên lạc chặt chẽ để đưa ra những yêu cầu hoặc là những sự giúp đỡ của thành phố và của các vị dân cử. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý vị. Xin kính chào. Cảm ơn bác sĩ Phạm Đức Vượng là trưởng ban điều hợp sinh hoạt cộng đồng. Và chúng tôi không biết là quý vị còn ai chưa có được giới thiệu không? Xin cho tôi biết để tôi xin được cáo lỗi. Nếu không thì chúng ta sẽ qua một chương trình kế tiếp. Chúng tôi xin mời Chiến Hữu Triệu Hà, hội trưởng hội Biên Đồng Quân, hội điệp xin lỗi, hội Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, và cũng là một người bạn rất thân thiết với lại ông Peter Ortiz. Xin mời anh Triệu Hà. Kính thưa quý vị, hiện nay và hội truyền thống, những người báo chí có ai giới thiệu chưa? Xin cho danh sách của các nhà truyền thông báo chí đọc dùng tôi luôn. Jimmy giữ cái truyền thông báo chí phải không? Mà tôi đọc luôn cho đâu chỗ nào đây phải không? Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn các nhà báo và truyền thông, ông Lê Văn Hải, hội trưởng hội truyền thông người Việt Bắc Cali, ông Vạn Bình, tuần báo Y Dân, ông Nghệ Lữ, đại diện dân biểu Tạ Đức Trí, bà Như Hà, phóng viên Net Việt, ông Harrison Phạm và bà Mary Phạm, đại diện cho đài Vì Dân và báo Việt Nam, ông bà Hoàng Lan Việt Lít, ông Trần Long Việt Lít, ông Huỳnh Lương Thiện giám đốc tiếng mỏ Bắc Cali, ông Viên Mai, ông Mạc Phương Đề Bờ Đình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cảm ơn quý vị, cảm ơn các đại diện dân cử đến tham dự lễ chào cờ hàng năm tới đây. Trước khi kêu gọi quý vị lên phát biểu, tôi xin lỗi quý vị, những người đã ghi danh trước, chúng tôi đã đặt vào chương trình
thì trước sau thì quý vị cũng phát biểu. Quý vị có gì thì chúng tôi sẽ sửa sai trong kỳ tới. Ông Video Tiết đã gọi cho điện thoại cách đây 2 ngày trước và sẽ đến phát biểu về cho ngày làm cờ ngày nay. Kế đó là ông biên đoàn sẽ phát biểu. Xin mời quý vị ở lại. Kế đó ông Tâm Trương và đại diện cho Mayor Mát, vì ông không tới đây, chúng tôi để phần sau tôi đã liên lạc với phụ tá của Mayor rồi. Nhưng mời ông Bí Thư Dương nói vài câu với đồng bào người Việt Bắc Cali. Kính thưa quý vị, sau khi các vị dân cử phát biểu xong, chúng tôi mời quý đồng hương đang còn ở trong khuôn viên của Vườn Truyền thống Việt lên bàn thờ Đức Quốc Tổ Hùng Vương thắp nhang. Chúng tôi mời quý vị cứ tiếp tục. Xin mời Peter Otis. And chuẩn bị là Peter, ông nghị viên số 7 chuẩn bị để tiếp ta. Vì thời gian có hạn thì thank you Peter Ortiz for being respectful to our community to allow me, who's a representative for the Vietnamese community, to speak first. Mình là người Việt Nam, mình phải ủng hộ cho nhau. Cái ngày hôm nay á, nhờ cái công viên văn hóa này, mình mới là một cái thế hệ mai sau, mình phải quan tâm về cái quốc tổ của dân của mình. Thì biến hướng như vậy, mình làm 4 năm hay 8 năm cho tới ngày mình chết, mình phải nhớ cái quốc tổ của mình, mình phải nhớ cái gốc của mình, mình biết mình từ đâu tới. Ở đây Mỹ nhưng phải là ở Việt Nam. Biên với người thị trưởng đã làm việc với Google để lấy một cái buồng tắm, làm một cái đi vệ sinh ở đây. Mình đã làm cái đó là 3-4 tháng nay rồi, thì quý vị sẽ có được cái đó, nên quý vị cứ an tâm. Tôi là người Việt Nam, gốc Việt Nam, khi nào cũng đi theo người Việt Nam, mình bảo vệ cho nhau. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào quý vị, tôi là Peter Ortiz. I just want to mention how much of an honor it is to be here in District 7 alongside Councilmember Bien Duan to share space with the Vietnamese community. It's also an honor to also commemorate the founder of the Republic of Vietnam here with all of my brothers and sisters in the Vietnamese community. The City Council and my office was happy to sponsor the porta potty bathrooms here for the community. And we'll continue to partner with you during my time in office to make sure that the Vietnamese community has the resources and support they need from City Hall. Thank you. Thank you. Hara and Joseph Ngo, are you here? Okay, Tara, can you represent for Mayor? Hello, everyone. My name is Tara Deng. I'm working in the mayor's office. Hello, my name is Stephen Ngo, and I am also in Mayor Matt Mahan's office. Please feel free to contact us at any time. Xin mạng phép để mình nói tiếng Việt Nam, tự vì hồi nãy giờ thì tiếng Anh cũng nhiều rồi. Tôi thay mặt cho văn phòng của ông Matt, ông thị trưởng Matt Mahan, để có một vài lời ở đây đối với tất cả của chúng ta. Ông Matt Mahan rất là hân hạnh được mời đến những cái buổi chào cờ như thế này hàng tháng. Và ông rất là ngoan nghênh cái sự cái truyền thống này, vì đây là cho những cái thế hệ sau này của chúng ta. Và ông rất là cảm ơn và rất là muốn thể hiện một cái sự gọi là nghĩa là muốn mình duy trì những cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta cho những thế hệ sau này. Và ông cũng hy vọng rằng là những ngày dỗ lộ dỗ tổ Hồng Vương của chúng ta rất 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 là thành công, và ông cũng hy vọng có thể tham gia vào những cái và những kỳ tới nữa. Thì hôm nay ông bận nên ông không tới được, và xin lỗi rất là nhiều, và cảm ơn tất cả mọi người, và cảm ơn bác sĩ Phạm Đình Vượng và ban tổ chức. Dạ. Sau đây cô Betty Dương đại diện cho Trinity Supervisor County, mời cô.
Dạ, Daddy Dương, xin chào quý vị. Và Daddy hôm nay là đại diện cho giám sát DN Cindy Chavez cũng ở phòng hạch của Victor khu vực 2. Daddy Dương rất là hãnh diện được hôm nay tham dự ngày giỗ tổ của Đô Hồng Vương và vẫn luôn là người thế hệ sau này, là đứa con gái của gia đình tị nạn cùng đồng người Việt Nam. Rất là cảm ơn quý vị và cảm ơn các ông bà cô chú đã tiếp tục dạy hướng dẫn các bạn thế hệ này để cho có thể nhớ nguồn. Xin cảm ơn. Cảm ơn cô Betty Dương rất là nhiều đã có những lời chia sẻ với cộng đồng chúng ta. Sau đây chúng tôi cũng xin được giới thiệu Susan Tâm Trường, là một người Việt Nam mà rất là coi như là gần gũi với chúng ta. Và đây là Mr. Captain Acosta. Thank you. King Chao Quý Vị. My name is Carlos Acosta. I'm the captain of the Central Division. Thank you for inviting us and the officers to this wonderful event today. I know that every month you have this race flagging ceremony, so honor and a privilege to be here. Rain or shine, we are here to support the Vietnamese community in this event. Thank you very much. Thank you for coming. Kính chào quý vị, có chị Tâm Trương tới đây với Captain Acosta, là đại tá của cảnh sát San Jose, đại quý cảnh sát San Jose và trung úy của anh Ken Trần, tới đây với lại mấy người lieutenant khác tới đây để hoạt động với cộng đồng mình. Captain Acosta nói là luôn ủng hộ cộng đồng mình, mỗi tháng biết là cộng đồng có sinh hoạt ở ngoài đây để chào cờ, nhưng mà dù cho nắng hay mưa, bên cảnh sát sẽ tới đây ủng hộ quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Tâm Trương. Và sau đây chúng tôi xin phép được đọc tên những người đã ủng hộ tài chính cho cái buổi quốc tổ ngày hôm nay. Ông Đồng Sĩ Phước tặng $50, ông Trần Quỳ tặng 100 bánh đích quế, ông Trương Xuân Mẫn tặng $20, ông Lê Nhường cựu tù chính trị tặng $20. Xin cảm ơn sự hảo tâm của tất cả quý vị. Chúng tôi mời quý vị lên thắp nhang. Chúng tôi mời quý vị đang ở dưới xin lên thắp nhang và sau đó ở lại cùng chúng tôi để chúng tôi sẽ bỏ vào trong mỗi cái hộp về quý vị ra về đem theo cái hộp hương lộc với chúng tôi. Kính thưa quý vị, một tin rất quan trọng ở dưới Nam Cali, thị trưởng tài chế có gửi 3 giấy bằng khen để 3 người đã ra công phục vụ ủy ban điều hợp sinh hoạt cộng đồng. Xin mời ba quý vị đã lên sân khấu để có người đại diện của thị trưởng tại nước chế. Kính thưa quý vị, trước khi anh Nghiệp đại diện cho thị trưởng cho thị trưởng Nguyễn Văn Chí và dân biểu tại nước chế, chúng tôi xin được cảm ơn anh Tony Đinh tặng cho Vườn Truyền thống $300, anh Hải Quỳnh $300 và tiến sĩ Nguyễn Dũng $100. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đây anh Nghi Lữ sẽ đại diện anh Lê Văn Hải $200 nữa. Sau đây chúng tôi xin mời anh Nghi Lữ đại diện cho dân biểu Tạ Đức Trí có một đôi lời với lại quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, với những cái sự đóng góp âm thầm của những vị sau đây thì dân biểu Tạ Đức Trí có nói với chúng tôi là xin trao những cái bằng tưởng lục cho, thứ nhất là mời chị Minh, mời chị Dung, thứ hai là Penda Quỳnh, mời Penda lên đây cho Nghi Lữ gửi chị Dung, mời chị. Okay, officers, ready? Officers. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi cũng rất là hãnh diện là trong những thành viên của ban tổ chức đã có nhiều quan tâm đến từng dân biểu Tạ Đức Trí. Xin các chị có lời vỗ tay. Dạ vâng, thưa quý vị, cũng cho phép ghi được thông báo. Như quý vị đã biết là cái ECR 45, tức là cái ngày nhân quyền cho Việt Nam, thì dân biểu Trí Tạ đã đệ trình qua lưỡng viện của Quốc hội Cali và đã được chấp thuận, thưa quý vị. Và chúng tôi có tổ chức một chuyến xe bus vào thứ năm 11 tháng 5 tới đây để mà đi
ở Sacramento. Rất mong quý vị gọi cho Nghi Lữ để ghi danh để chúng tôi sắp xếp một chuyến đi để chúng ta bày tỏ cái tấm lòng cảm ơn những người dân cử Hạ và Thượng viện đó đã đồng hành với là cái sự đấu tranh người Việt chúng ta để có ngày 1 tháng 5 sẽ là ngày nhân quyền cho Việt Nam, thưa quý vị. Vâng, còn một vấn đề nữa xin trao cho trước khi Trần Xuân Nguyên nói về công đoàn ngày mai biểu tình thì chúng tôi mời quý đồng hương đang ở phía dưới xin chưa thắp nhang, xin tiến về bàn thờ Đức Quốc Tổ Hùng Vương thắp nhang, và sau đó chúng tôi trong ban tổ chức sẽ gửi đến quý vị mỗi người một hộp, trong đó gồm có heo quay, hai cái bánh và xôi để chúng ta về nhà thụ lộc. Quý vị nhớ chờ đợi chúng tôi trong giây lát. Trần Xuân Nguyên nói chuyện. Alo, kính thưa quý đồng hương, chúng tôi nhận được mật tin ngày mai lúc 11:30 một phái đoàn quốc hội của Cộng sản Việt Nam sẽ ghé thăm khu Việt Nam Thao. Đây là một cái lúc 11:30, đây là một cái vấn đề rất quan trọng của cộng đồng chúng ta, và chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một cuộc biểu tình để biểu dương cái lực lượng chống cộng của chúng ta, của những người Việt tị nạn tại Bắc California. Xin kính mời quý vị tập trung tại Việt Nam Thao lúc 11 giờ để chúng ta phản đối và nói lên cái tinh thần không bao giờ chấp nhận chế độ cộng sản. Xin kính mời tất cả quý đồng hương, quý đại diện các hội đoàn và các quý chiến hữu lực Việt Nam Cộng Hòa cùng tham gia để chúng ta có cơ hội nói lên cái phản ứng của chúng ta và cái lập trường chống cộng của cộng đồng người Việt Bắc California. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Xin nhắc lại 11 giờ tại Việt Nam Thao, số 909 đường Tory Road. Xin cảm ơn Thiên Hữu Trần Song Nguyên. Vấn đề nhân quyền thì ngày hôm nay chúng tôi có được có mặt của nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Anh Thiện có lời mời gì cho cái buổi sắp tới? Xin kính bác sĩ, thưa quý vị, 30 tháng 4 vừa qua hầu hết chúng ta đều than buồn và chúng ta trách là người Mỹ bảo vệ chúng ta, bỏ rơi phản bội nước Cộng Hòa. Nhưng ngày 10 tháng 4 vừa qua, dân biểu tài rất trí đã đệ trình một cái dự luật nhân quyền và tất cả 60 dân biểu đã thông qua. Vừa rồi Thượng viện Hoa Kali cũng đã thông qua. Tức như là các vị dân cử Hoa Kỳ hầu hết đều ủng hộ chúng ta. Vậy thì chúng ta như thế nào? Thưa quý vị, chúng ta phải chứng tỏ cái sự hỗ trợ công tác này. Ngày 11 tháng 5 sắp tới đây, tại Quốc hội ở California sẽ có một cái buổi trao nghị quyết lưỡng viện cho cộng đồng chúng ta, có đồng bào ở Nam Cali cũng lên. Do đó chúng tôi tha thiết một lần nữa mong quý vị hãy cùng đến Centrimo lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 5, ngày thứ 5. Sẽ có xe bus đưa tất cả đồng hương chúng ta cùng lên thủ phủ Sacramento, hợp với một xe bus đưa đồng hương từ Nam Cali lên, để chúng ta vui mừng chào đón nghị quyết từ nay Quốc hội Cali công nhận ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền Việt Nam. Một lần nữa tha thiết mời quý vị 8 giờ sáng ngày thứ 5, 11 tháng 5 tới Grand Centrimo. Chúng tôi có một xe bus đưa tất cả đồng hương lên trên thủ phủ Sacramento để chào đón nghị quyết 11 tháng 5 là ngày nhân quyền Việt Nam. Và quý vị nào đã có cái t-shirt này, nhân quyền này chúng tôi đã phát, xin quý vị mặc. Quý vị nào chưa có, chúng tôi sẽ tặng quý vị ngày hôm đó. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Và chúng ta là những cái người được mệnh danh ở thủ phủ của đấu tranh chính trị cũng như là chống cộng của miền Bắc Cali. Chúng ta sẽ cùng kết hợp với Nam Cali để chúng ta có được có mặt trong ngày 11 tháng 6. Và trong đây chúng tôi xin tiếp tục xin gửi lời cảm tạ đến tất cả những quý vị đã giúp ban tổ chức chúng tôi có tài chính để có thể thực hiện ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn anh Lê Văn Hải đã đóng góp 200, ông Tô Nô Đinh đóng góp 300, anh Hải Huỳnh 300, tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng 100, và Cao Thị Tình 100 và cá nhân tôi 100. Thì chúng tôi nhờ vậy chúng ta đã có tổ chức ngày hôm nay, và chúng tôi xin quý vị ở lại để chúng ta thụ lập những cái gì mà chúng ta tổ tiên chúng ta đã cúng lộ xong. Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Ngoài ra chúng tôi cũng xin giới thiệu quý vị thấy hai cái
hai cái restroom bọt thế bồn nằm ở ngay phía ngoài này. Đây là một sự đóng góp giúp đỡ cho Ủy ban Điều hợp Sinh hoạt Cộng đồng tại Vườn Trình Thống. Là cảm ơn ông Otis, Peter Otis, we thank you about two portable restroom. And everybody, we can help use it, include the community garden too. One more time, after he accept 1 year, now he say 4 years until he retire. Wow! Cảm ơn Triều Hà đã thông báo này. Cảm ơn Octic. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin một thông báo, một tin buồn. Một trong những người phụ nữ luôn luôn ủng hộ cho cộng đồng chúng ta đã ra đi. Đó là cô Vũ Thị Nga, họa sĩ Vũ Thị Nga. Thì ngày Chủ nhật 14 tháng 5 này, tại 3 giờ, tại sáng tác Lara, chỗ Hai Quang đó, thì chúng ta tới thăm viếng cô Nga nhé. Cảm ơn quý vị.